Hello, xin chào mọi người nhé. Và hôm nay là ngày 17 tháng 12 thì shop sẽ được nhập về một lô xe X-Men gồm 6 chiếc và sẽ quay cho mọi người trong ngày 17 tháng 12 này. Thì thời gian rồi rất nhiều quý khách và các bạn trẻ đã comment bình luận rất là nhiều rồi để shop đăng lên những video, nhưng do là xe chưa đủ cho nên hôm nay shop xin phép đăng lên một cái lô xe 6 chiếc như này. Thì trong đó có 2 chiếc xe độ tương đối nhẹ để phục vụ các bạn trẻ thích yêu độ chế nhé. Giá cũng rất là rẻ thôi. Shop sẽ review từng chiếc một và sẽ báo giá luôn cho mọi người theo dõi trong cái buổi video này. Thì trước tiên thì mình cũng thông báo luôn là shop xe điện cung nhập ship xe toàn quốc bằng Viettel Post. Thì khách mua xe thì đặt cọc trước 1 triệu. Nếu mà tin tưởng thì đặt cọc trước 1 triệu. Và shop sẽ ship xe tận nhà, sau đó Viettel sẽ thu tiền của mọi người, thu tiền còn lại. Còn nếu các bạn tin tưởng đặt cọc chuyển khoản đủ thì sẽ được trừ mỗi chiếc xe giá 200.000 trừ 200 nhé. Còn nếu mọi người đặt cọc 1 triệu thì giá vẫn nguyên như thế. Và bây giờ mọi người hãy theo dõi cái video này để shop review từng chiếc một và báo giá từng chiếc một để mọi người được lựa chọn những cái xe mà mình ưng ý nhất với giá tiền cực rẻ và cực hot này. Chiếc xe đầu tiên mình xin giới thiệu đến mọi người đó là chiếc xe X-Men mang thương hiệu Osaka. Dòng xe hàng đẳng cấp và rất là bền, trong suốt thời gian qua đã nhận được rất là nhiều phản hồi của khách với cái dòng xe Osaka này vì cái độ bền của nó. Xe rất bền và màn hình phía trước cũng rất là đẹp, màu xanh nha mọi người nhé. Xe màn hình màu xanh, động cơ rất là khỏe, động cơ 1000W. Và cái lốp sau của nó, đó là lốp 12 inch, khá to, khá bám đường và chắc chắn nhé. Thì chiếc xe này được một bạn học sinh đã độ tem chùm. Và nếu mọi người mua về mà không thích sử dụng cái tem này có thể lột ra thì cũng xe cũng còn rất đẹp. Phía trước thì bạn ấy độ thêm đèn mặt cú. Đấy, đèn mặt cú này, đèn cúc áo này và đèn bi cầu LED, khá đẹp đấy, khá đẹp nhé, xinh nhan, đèn còi tất cả đầy đủ đấy, xe khá đẹp. Xe này thì cũng là độ bình thường thôi chứ chưa phải là độ nhiều đấy, độ thêm một cái moxi ở đây cũng rất là nhẹ nhàng, không có gì cả. Thì xe này shop sẽ thay bình mới, sạc mới nhé. Vì cái xe này sạc với bình thì mình bán ở xa, cho nên là mình sẽ thay hết hai cái chính, cái quan trọng nhất là bình và sạc để cho mọi người yên tâm. Và sẽ bán chiếc xe này với giá là 7 triệu 500 nghìn đồng mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem. Đèn còi, xinh nhan. Xe của dòng xe Osaka nhé, giá 7 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, 7 triệu 500 nghìn đồng. Sạc mới, bình mới mọi người nhé. Thì độc sạc cái bình giá của nó đã là gần 3 triệu rồi. Sạc mới, bình mới giá mua thị trường là gần 3 triệu rồi mọi người nhé. Còn nếu mọi người mua thì chắc phải 3 triệu cho đến hơn 3 triệu một chút. Thì mình sẽ cho anh chạy thử nhún trước giảm sóc đi. Nhún trước giảm sóc luôn. Rất êm nhé, con này giảm sóc rất êm này. Đấy, giảm sóc. Giảm sóc sau. Anh đứng, anh ấn ở sau là nó êm. Bỏ tay phanh nhé. Đây, ấn nó sau này. Đấy, giảm sóc cũng rất là êm. Xe có biển đăng ký đầy đủ nhé. Thì còn phía sau thì nó luôn là phía sau có hai cái xinh nhan, độ hai xinh nhan sau này. Lát là mình sẽ đấu vào cho mọi người. Biển đăng ký ở trong cốp nhé. Biển đăng ký và sạc trong cốp. Anh chạy thử luôn. 7 triệu 500 nghìn đồng nhé, chiếc xe này nhé. Bình mới, sạc mới. Đấy, xe rất êm này. Không nghe tiếng gì luôn. Và đây là chiếc xe thứ hai cũng mang thương hiệu của Osaka nhé mọi người nhé. Xe này cũng được độ tem chùm này. Đấy, độ tem chùm của Samurai. Tem chùm Samurai nhé. Phía trước thì được độ hai đèn bi, hai đèn bi cầu. Đấy, ở phía trong này có đèn LED. Thêm hai chiếc cúc áo hai bên. Đấy. Xe độ khá là thoáng, khá là nhẹ nhàng. Bánh trước thì được sơn màu trắng, nhìn rất là công tử, rất là đẹp. Xe này đi tán gái thì cũng rất là ok đấy. Phía sau cũng được sơn màu trắng nhé. Lốp 12 inch, lốp to mọi người nhé, 90-90-12 này. Đấy. Động cơ 1000W. Tay cầm phía sau cũng là sơn màu trắng. Chiếc xe này thì mình cũng sẽ thay bình mới và sạc mới nhé.
Hai quan trọng nhất, bình mới sạc mới, giá là 7.500.000 đồng, cùng giá với chiếc xe phía trước. Thì xe cũng có đăng ký đầy đủ, mọi người về chỉ việc đi thôi. Nói chung là mua xe của shop xe điện Công Nhập thì chỉ việc đi thôi chứ không phải làm một cái gì hết. Giấy tờ đầy đủ hết. Đấy. Đèn còi xi nhan đầy đủ, không thiếu một gì cả. Đấy. Thuộc trước rất là trắng nhá. Osaka, thương hiệu Osaka dập ở đây. Đèn còi xi nhan giảm sóc rất êm. Đấy, giảm sóc phía trước rất êm và rất chắc, phía trước phía sau. Còn những cái xe này shop bán cho mọi người thì nó cũng có xe cũ mà nó cũng phải xước xác nhé, chứ không về mọi người có thể nhìn camera nó không được rõ. Đây mình quay khá sát này. Nhưng những cái xước này nó chỉ xước ngoài thôi, vì những cái xe này nó là được bọc. Về nếu mà nhưng mà nhìn là ổn chứ không có phải là xước vỡ đâu, mọi người yên tâm. Mà trong cái quá trình vận chuyển nếu mà chẳng may bên Viettel người ta có làm vỡ, nếu mà nó vỡ ít thì là mọi người khắc phục hàn một chút. Còn nếu mà vỡ nhiều quá thì bên shop với bên Viettel sẽ cùng khắc phục cho mọi người. Nên là quý khách hoàn toàn yên tâm. Đấy, xe này thì trên cái nền tảng Osaka là xe xịn rồi, xe đẹp rồi. Nên học sinh thì người ta độ thêm thì mình được thôi, mình được lợi đấy. Còn những cái dòng xe Osaka này giá mới nó 14-15 triệu đâu đó đấy. Thế không phải đơn giản đâu. Bây giờ thay bình mới với sạc mới vào thì là cái giá mình nhập vào nó gần 3 triệu. Khoảng 2 triệu 9 mấy đấy. Và nếu mọi người mua ở ngoài thì nó phải tầm trên 3 triệu nhé. Đây là shop mua giá sỉ của nhà máy người ta cung cấp. Đấy, bán cho mọi người giá có 7 triệu 500 nghìn đồng thôi. Quá rẻ đây. Thì bây giờ mình sẽ thử cái xe này cho mọi người xem nhé. Đấy, chạy thử luôn chiếc xe này lên dốc rất nhẹ nhàng luôn. Êm. Rất êm nhé. Bây giờ mình xin giới thiệu đến mọi người chiếc xe số 3. Đó là xe mang thương hiệu của Jardy. Jardy là hàng xe thương hiệu nổi tiếng mà mọi người chắc chắn ở toàn Việt Nam này đều biết và cả thế giới nữa. Người ta đều biết cái dòng xe của hãng Jardy này rất là bền bỉ. Và đây cũng là cái dòng xe X-Men ra đời đầu tiên. Và từ đó thì trở đi thì tất cả các hãng xe đều lấy cái thương hiệu X-Men. Còn Jardy thì người ta làm rất là lâu. Và đây là một trong số những chiếc xe đó. Thì chiếc xe này là xe Jardy đời đầu nhé mọi người nhé. Ra từ đầu chiếc xe này thì shop sẽ bán với giá là 6 triệu đồng bình mới sạc mới nhé. Ra đi được dập khắc trong này. Đấy, hơi khó nhìn chúng ta đi dập trong này nhé. Thì xe này thì bánh của nó là bánh 10 inch chứ không phải bánh 12 vì xe đời đầu mà. Nhưng mà dòng xe này thì đi rất là bền và êm. Riêng cái dòng xe ra đi rất bền êm. Xe này trang bị 4 bình nhé. Mình sẽ nói rõ luôn, đỡ mất công mọi người thắc mắc này. Xe này nó chỉ trang bị 4 bình thôi. Và shop sẽ thay bình mới tinh và sạc mới tinh. Giá chỉ có 6 triệu đồng thôi mọi người nhé. Xe này ấy, theo kinh nghiệm và đã cái thông số của nó, thì nếu thay bình mới sạc mới vào thì nó đi tầm khoảng được 45-50 cây một lần sạc nhé mọi người nhé. Quãng đường rất là tốt rồi, khá lý tưởng này. Đấy, khá lý tưởng, 45-50 cây là khá lý tưởng. Đèn còi xi nhan đầy đủ. Tất cả mọi thứ đều hoạt động bình thường nhé. Giá 6 triệu đồng. Hàng Jardy nhé, nhập khẩu nguyên chiếc, số mã đầy đủ hết. Đấy, khởi động động cơ luôn nha. Xe rất êm nhé. Động cơ khá êm nhé. Đấy. Biển số đăng ký đầy đủ này. Jardy vẫn dập đây này, in nguyên bản luôn này. 6 triệu bình mới sạc mới. Mua chiếc xe này về cho con đi học thì cũng là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Rất êm ái nhẹ nhàng nhé. Khỏe khoắn. Giảm sóc rất êm. Trước sau hoạt động đầy đủ. Không bị xét nhỉ. Giảm sóc vẫn sáng và bóng này. Giá có 6 triệu xe này thôi. Bình mới sạc mới. Quá rẻ luôn rồi. Bây giờ anh chạy thử luôn cho mọi người xem. Xe tầm giá như này thì khá là rẻ. Hoạt động tất cả bình thường. Giờ shop xin giới thiệu đến con X-Men thứ tư cho mọi người trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó là chiếc xe X-Men M6 Sport. Đấy, chiếc xe này đời khá cao này. Chiếc xe này được trang bị hai giảm sóc mọi người nhé. Đấy, trang bị hai giảm sóc này. Giảm sóc trước sau là được trang bị hai giảm sóc. Đèn xi nhan LED mới, đời mới. Xe được trang bị
Bánh sau khá to, bánh 12 inch, 90-90-12 nhé. Là rằng khá to này mọi người này, 60V. Con xe này chạy khá mạnh đấy. Cái ốp sau hoàn toàn mới này. Đấy, phía trước thì có cái giải đèn LED cũng rất là đẹp. Đèn LED ban ngày nhé, rất đẹp và sáng luôn. Xe có thêm cái cột cờ phía này nhìn rất oách nhỉ. Lốp lap còn khá dày. Đó, đèn LED bi cầu rất sáng nhé. Phía trước khá dày đấy mọi người này. Xe này của DTV Bay nhé. Tất cả các xe mình bán đều đọc rõ hãng nhé. Mọi người yên tâm. Đấy, giảm sóc phía trước còn khá trắng, chưa bị xước mấy. Phía trên thì xe được trang bị đồng hồ LCD, hiển thị số vôn, công tơ mét và vạch báo pin. Đó. Cái cụm công tắc cũng khá là mới. Đèn còi sinh nhan đầy đủ hết. Anh thử đèn còi sinh nhan giúp em. Đấy. Khởi động cái động cơ thôi. Giảm sóc rất êm này. Đấy. Rất nhẹ nhàng, rất êm nhé. Trước sau. Đấy. Giảm sóc khá êm. Động cơ cũng rất là êm nhé. Khởi động động cơ thử cho mọi người nghe. Động cơ rất là êm. Động cơ khá êm. Rất mạnh luôn đấy. Con này shop cũng sẽ thay bình mới và sạc mới. Bán với giá là 7.600.000 đồng nhé. Đấy, con này 7.600.000 đồng này. Xe khá đẹp, khá ổn. Giá của nó có 7.600.000 đồng thôi. Bình mới và sạc mới luôn mọi người nhé. Đèn LED. Xe đời cao đấy. Chạy thử luôn cho mọi người xem này. Chạy thử luôn nhé. Xe khá mướt. Giá rẻ bằng một nửa. Rất là êm. Xin giới thiệu đây là xe số 5 nha mọi người nhé. Màu này rất đẹp. Đây con xe này thì nó lại rất là êm. Con xe này cực êm luôn mọi người. Mình bên shop xe điện công nhập đã test nó rất là êm. Ngày mai thì mình sẽ thay thêm một cái khóa vào đây nữa cho mọi người được hai khóa sử dụng nhé. Đấy, xe tất cả là xe này thì mình cũng sẽ trang bị luôn bình mới và sạc mới cho mọi người. Và bánh trước là răng của nó rất lớn này. Bánh 12 inch nhé. Con xe này bánh 12 inch giảm sóc cực êm luôn. Giảm sóc thì dòng xe này giảm sóc của nó rất tốt. Đấy. Tuy nhiên thì con này giảm sóc chỗ này nó hơi bị sần một chút nhưng không sao. Ở phía trên, còn phía dưới này thì vẫn là đẹp nhé. Đấy, xe khá đều, khá đẹp. Giảm sóc sau êm. Rất êm, giảm sóc sau rất êm. Đấy, đăng ký biển số đầy đủ luôn. Bây giờ mình sẽ khởi động cái phần động cơ mọi người nghe này. Động cơ thì con này thì quá êm rồi mọi người. Hiếm được con nào nó êm như này. Đấy. Rất êm nhé mọi người nghe đâu. Cực êm luôn. Động cơ khá to. Rất to. Sơn rựa còn rất đẹp. Xe này mình thay bình mới sạc mới và cũng bán với cái giá là 7.500.000 đồng nhé. Sinh nhan đèn còi đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Đèn còi đầy đủ hết. Chiếc xe này thì không có chân chống giữa này. Chân chống giữa nó tháo ra này. Còn nếu mà các bác nào mà yêu cầu chân chống giữa thì mình sẽ lắp thêm vào cho. Đấy. Mình nói rõ luôn nhé. Giá của nó là 7.500.000 đồng. Bình mới sạc mới nhé. Đấy. Anh chạy thử luôn. Rất êm nhé. Không có tiếng động cơ luôn, không có tiếng kêu của động cơ nhé, đề ba rất êm. Và đây là chiếc xe số 6 trong X-Men trong ngày hôm nay nhé. Đây là chiếc xe X-Men của Fuji. Đấy. Hàng thương hiệu Fuji là cái hàng khá nổi tiếng mọi người nhé. Đi cũng rất là bền. Thì xe này cũng được trang bị lốp 12 inch nhé. Đấy, cũng trang bị lốp 12 inch, xe Fuji. Đăng ký đầy đủ hết. Xe mang biển số 17 nhé, 03663. Xe biển rất đẹp. Động cơ êm. Xe này thì bánh trước là lốp mới nhé. Xe này là được thay lốp mới tinh về trước. Đấy. Phuộc trước còn sáng này. Xe còn rất đẹp. Xe này có trang bị thêm cái đèn LED phía trước này. Khá là đẹp và sáng. Anh khởi động cái động cơ cho mọi người cùng nghe này. Động cơ rất êm nhé. Đó, động cơ êm này. 3 số luôn. 2 số.
xe có số đầy đủ hết nhé. Đấy, còi đèn xi nhan đầy đủ hết, xe rất đẹp. Cái xe này thì shop cũng sẽ trang bị bình mới và sạc mới, và đằng trước lốp cũng là lốp mới luôn, giá cũng là 7.500.000 đồng nhé mọi người nhé. Đấy, giá rất đẹp luôn. Hôm nay mình bán cái lô xe này giống như là mừng cái lễ khai sinh, hôm nay shop bán lô xe này là để khai, hôm nay shop bán cái xe này để mừng Giáng sinh nha mọi người nhé. Đấy, mừng Giáng sinh cho mọi người, giá cũng rất là ok. Đấy, anh chạy thử chiếc xe này luôn. Xe rất đẹp, nên giảm sóc trước sau đều êm mọi người nhé. Đấy, phanh ăn còi kêu, giảm sóc êm. Chờ đợi gì một cái xe cũ mà giá lại tốt như thế này, bình mới sạc mới luôn. Rồi, rất êm. Đấy, động cơ rất êm, lèo dốc rất căng nhé. Đấy, rất êm luôn. Vừa rồi mình đã giới thiệu xong 6 chiếc xe X-Men vào ngày 17 tháng 12 hôm nay. Mọi người mua thì hãy liên hệ trực tiếp với shop nhé. Đặt cọc trước 1 triệu để shop ship xe tận nhà cho quý khách nhé. Nhận xe từ 7 đến 10 ngày. Đây là shop xe điện của chúng ta, của shop nhé. Đấy. Một lưu ý nữa là trong khi mà Viettel vận chuyển ấy, chẳng may nó có bị xất xác hay là vỡ đâu thì mọi người cứ nhận xe và shop với bên Viettel sẽ khắc phục hậu quả cho mọi người nhé. Chứ không phải là vấn đề mà lắm khách là mình thấy là cù nhảy cái là xe nhà nhưng không may bên Viettel người ta làm vỡ, rồi là bắt đền bên Viettel ngay tại chỗ, phải có đền ngay thì mới nhận xe, không là không lấy thì cái đấy là shop không đáp ứng được nhé. Khách nào mà có cái ý tưởng vậy thì là không thể mua xe được. Đấy, nên là cũng rất mong các khách thông cảm. Và bây giờ mình xin chào mọi người nhé, chúc mọi người một buổi chiều thật là ấm áp và vui vẻ. Xin chào mọi người.